chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Và Vật. Thì nếu như mọi người đang sử dụng chiếc máy Vin 4012 PLM+ và mọi người muốn tăng giảm cái tốc độ in của chiếc máy này, thì bây giờ em sẽ làm video để hướng dẫn mọi người cách thực hiện thao tác đó. Thì em sẽ tiến hành thử cho mọi người xem cái tốc độ hiện tại của chiếc máy này ha. Này, ví dụ như em thử 5 con đi. Cái việc mà tăng giảm cái tốc độ in đối với dòng máy này, một đó là mọi người muốn đi con tem này in nó nhanh hơn hoặc chậm hơn để nó đáp ứng nhu cầu công việc, thứ hai là để cho con tem này giảm tốc độ in xuống để con tem này có thể nét hơn, và đối với những chữ nhỏ hoặc mọi người tăng lên thì tùy theo từng cái nhu cầu cụ thể thì mọi người có thể là tăng giảm. Thì các bước thực hiện như sau, mọi người hãy làm theo em. Đầu tiên màn hình hiển thị ready đây, mọi người hiển thị ready ở dưới này thì một cái chuỗi số để hiển thị cái số được in đang thì ready đây. Thì mình cần phải nhấn cho màn hình này về power, thì bằng cách đó là nhấn nút power, bước 1 nhấn nút power cho màn hình về power. Bước 2 thì mọi người giúp em nhấn hai nút, hai phím đồng thời giúp em, đó là phím menu và phím fit. Hai cái này, hai nút ở giữa này ha, hai nút ở giữa về 1 2 3 4 thì mình sẽ nhấn nút 2 3. Đây, nhấn đồng thời hai nút này thì nó sẽ hiện thị ra đây là sprint speed, thì người ta biết tắt đó là màn hình không có đủ, thì sprint speed hiện tại đang là 80 mm/s. Để giảm xuống thì mọi người nhấn nút fit để giảm xuống giúp em ha. Còn để tăng lên thì mọi người nhấn nút power để tăng cái số người lên. Ví dụ như em tăng lên 150 mm/s này. Sau khi mà đã hoàn thành cái việc tăng tới cái thông số tốc độ in mà mọi người cần, thì mọi người reset của chiếc máy này cho nó ra màn hình chính để mình có thể là in ha. Reset bằng cách là nhấn nút enter và nút power, là nút số 4 và nút số 1 ha. Thì mình sẽ nhấn đồng thời hai nút này. Đây, sẽ thả đây ra ha, thì nó sẽ về ra đi. Thì đó mọi người tiến hành in thôi. Tiến hành in thì nó sẽ theo cái thông số in, thông số của người cài đặt thì nó sẽ in. Đây, mọi người thấy không? Nó sẽ in nhanh hơn rất là nhiều so với 80 mm/s. Thì nếu như mọi người thấy con tem này mà nó không đạt chất lượng, muốn đầm lên thì mọi người có thể là tăng đầm cái độ đầm của cái này. Ở cái video mà em đã hướng dẫn thì mọi người sẽ trên kênh YouTube của Thế Giới Văn Vật ha. Đó, mọi người hãy chọn những cái thông số phù hợp để tạo ra những con tem mà nó có độ sắc nét nhất. Đi kèm với đó đáp ứng được những cái nhu cầu của bên mình, của riêng của từng doanh nghiệp của sử dụng của mình ha. Thì hy vọng video này có thể hướng dẫn mọi người và giúp ích được mọi người trong quá trình sử dụng chiếc máy Vin 4012 PLM+. Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ hoặc là cần bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Và Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioivavat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.